Khối không khí lạnh lục địa đang chi phối Bắc Bộ đêm nay sẽ được tăng cường yếu trở lại. Nên từ rạng sáng ngày mai thì mây có xu hướng nhiều trên hầu khắp khu vực, với nhiệt độ thấp nhất ban đêm tại đây sẽ phổ biến ở mức là từ 12 đến 15 độ. Đến ngày mai trời duy trì nhiều mây và nhiệt độ cao nhất ban ngày có xu hướng giảm từ 1 đến 2 độ so với ngày hôm nay, xuống ngưỡng là từ 17 đến 19 độ, trời tiếp tục rét. Sự tương tác của đới gió đông bắc kết hợp với địa hình sẽ tiếp tục gây mưa cho các tỉnh Trung Bộ, từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Thừa Thiên Huế với lượng mưa không lớn. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại đây cũng chỉ phổ biến ở mức là từ 18 đến 20 độ. Còn với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, do còn chịu thêm tác động của nhiễu động gió đông trên cao, nên mưa có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Trở vào với khu vực Tây Nguyên, trời rét về đêm và sáng, còn ban ngày trời chuyển nhiều mây, nên nhiệt độ trưa chiều mai tại đây cũng chỉ duy trì ở mức là từ 23 đến 26 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, tại quần đảo Hoàng Sa trời không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Còn tại vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rông gián đoạn, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.